Trời ơi, chúng ta đang làm được gì đây? Wow, chúng ta đang xem cái gì nhỉ? Chúng ta đang xem xe ô tô đồ chơi. Yes. Chúng ta đang xem xe ô tô đồ chơi. Wow, có một chiếc xe gì đấy. Ủa, xe này dài thế nhỉ? Đây là xe ben rồi, chắc chắn các bạn luôn. Ơ, xe ben bị làm rơi đá ra đường này. Một chiếc xe cảnh sát đi tới. Và ôi không, một chiếc xe cảnh sát của chúng ta đã đâm vào tảng đá vừa rồi và ngã xuống nước. Wow, chiếc xe cảnh sát đang phát tín hiệu cầu cứu. Và chiếc xe cần cầu cùng chiếc xe máy xúc của chúng ta đi tới để giải cứu xe cảnh sát. Một chiếc xe máy xúc màu cam. Chiếc xe máy xúc màu cam. À, uầy, chiếc xe máy xúc màu cam có thể đỡ được chú cảnh sát này. Thế tuyệt vời quá. Đã đỡ thành công một chú cảnh sát. Và tiếp theo là một chú bộ đội nữa. Yeah, chúng ta đã cứu được một chú cảnh sát và một chú bộ đội. Và bây giờ nhiệm vụ còn lại là chiếc xe cần cầu sẽ kéo chiếc xe cảnh sát lên nha. Cùng kéo lên nào. Wow, tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Kéo lên nha. Kéo chiếc xe cảnh sát lên này. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Wow, chiếc xe cảnh sát này phát ra những chiếc đèn đẹp quá. Wow, bây giờ là chiếc xe ben tới. Wow, rồi chúng ta sẽ phải di chuyển tảng đá này đi ra một chỗ khác. Không thì lát nữa những chiếc xe khác đi tới lại đâm vào tảng đá rồi lại ngã xuống hố nước như kia thôi. Không có chiếc xe máy xúc và chiếc xe ben này thì con đường này còn gặp nhiều đá nữa cơ. Các bạn thấy thế nào? Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bé Cá Đồ Chơi. Một chiếc xe màu vàng, chiếc xe Jeep màu vàng. Ở đây có biển cấm xe ô tô nha. Ồ, thế mà hai chiếc xe này còn trèo lên nhau à? Ái chà, coi thường pháp luật nha. Hai chiếc xe này hư. Hư nha. Wow, lại còn biểu diễn nghệ thuật ở trước 4 con cá sấu à? Có chuyện gì vậy? Ôi, vậy là nguy hiểm nha. Nhìn thấy cá sấu là phải chạy xa. Chạy xa ra. Xe xanh ơi, chạy mau đi. Ôi, nguy hiểm quá. Đấy, thấy chưa? Bạn ơi, đấy, cứ trêu cá sấu thì xong rồi chạy ngã xuống hố kìa. Bây giờ thì ai cứu? Cũng thông minh đấy. Tự mình tìm cách đi ra khỏi cái hố kìa. Hai chiếc xe cũng thông minh. Mình ngậm thông minh. Bánh xe. Qua rồi, đó, ok. Một chiếc xe đang đi ra khỏi cái hố. Phải cứu bạn lên đây. Wow, thông minh. Ôi, được, hai xe kéo nhau lên à? Không, cứu chúng tôi với. Kéo nhau nhưng mà không được đâu. Mình phải đến ngay. Còn non và xanh lắm. À, một chiếc máy bay cùng với lại chiếc xe biến hình. Cố lên, cố lên nào. Chắc là tới để giải cứu hai chiếc xe Jeep ở đây. Wow, được một xe lên rồi kìa. Tốt quá. Thoát khỏi hố rồi. Tiếp tục cứu bạn xe xanh nhé. Kéo lên kiểu gì đây? Chúng tôi cảm ơn hai bạn. À, máy bay đã giải cứu được hai chiếc xe Jeep rồi. Vẫn vào đây chơi. À, lần sau đấy, các bạn nên nhớ chiếc xe biến hình đang khuyên căn kìa. Đang căn dặn hai chiếc xe kìa. Lần sau không được hành động chứ mà xấu thế đấy nhá. À, xe máy... chiếc xe biến hình chắc là gì nhỉ? Wow. Ôi, biết được một chiếc xe mà không hiểu là ra xe gì luôn. Các bạn ơi, đến giúp bạn bánh xe và cũng chẳng hiểu xe là xe gì cả. Xem nào, xe mà xe màu xanh là gì đấy? Để chúng tôi giúp bạn nhé. Nó sẽ biến thành thùng trộn bê tông. À, xe màu xanh biến thành cái bồn trộn kìa. À, thì ra cái xe vừa rồi là xe trộn bê tông. Xe trộn bê tông đấy. Ôi, tớ còn thiếu chiếc bánh xe nữa. Xe trộn bê tông mà thiếu bánh xe. Thiếu bánh xe thì không đi được. Chiếc xe ô tô thiếu bánh. À, xe Jeep vàng làm gì đây? Wow, biến ra 4 bánh luôn. Hay quá nhở. Một bánh xe, hai bánh xe to đùng. To chà bá luôn. Ôi to thế. Ôi to thế. Ôi to nhở. Ở trong ngộ thật ý. Ở trong ngộ nghĩ chưa? Xe thì nhỏ mà bánh xe to đùng. To đùng. Ôi to thật. Ôi chiếc xe này không đứng quá. Cái trộm bê tông này hay nhỉ? Còn hai chiếc bánh nhỏ thì lắp vào đằng sau đúng không? Đúng rồi đấy, lắp vào đằng sau nha. Xe phải đủ bánh mới đi được, thiếu bánh không đi được đâu. 1, 2, 3, 4, hình như là chiếc xe này có 6 chiếc bánh xe đấy. Ừ, chiếc xe có 6 bánh. Wow, chiếc xe đã được hoàn thiện rồi. 2 bánh to và 4 bánh nhỏ. Bắt tay vào việc. Xem có làm nên trời trống gì không? Xoay chiếc thùng trộn này. Wow, cái bồn trộn này thải ra, đổ ra rất nhiều cát. Và cái hố này được lắp rồi.
bây giờ các xe đi qua an toàn hơn rất nhiều rồi. Wow, hoàn thành công việc rồi. Bây giờ chúng mình chế biến trở lại nào. À, chiếc xe trộn bê tông này làm gì tiếp theo đây? À, trời hay quá, lại biến về hình dáng ban đầu rồi. Biến về hình dáng ban đầu của chiếc xe Jeep rồi. Hello. Wow. Sao ở đây nhiều máy bay và ô tô quá. Từ một chiếc xe biến hình mà bây giờ biến thành 4 cái máy bay. Ờ, và một chiếc xe gì nữa đấy? Ờ, xe gì nhỉ mọi người? Đúng rồi đấy, xe máy xúc. Xe máy xúc. Ừ, thì có cái xúc xúc này là xe, có bánh này và có cái xúc 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 thì gọi là xe máy xúc. Đúng không mọi người? À, một chiếc máy bay. Máy bay này máy bay nhỏ, chắc là chở được vài người thôi. Bay trên bầu trời nhá. Chúng mình không được chơi ở những khu vực có. Hello, xin chào mọi người. Bài hàng còn lại mọi người video tiếp theo. Giải cứu chiếc xe tải nào. Chiếc xe máy xúc màu cam khỏe quá. Cố lên bạn ơi, cố lên nào, cố lên. Wow, hôm nay có nhiều xe máy xúc và xe tải chưa? Đây, xe máy xúc. Ôi, xe tải. Ôi, nhiều thế nhở. Ôi, xe tải màu vàng này. Wow, xe tải tuyệt vời chưa? Chở nhiều cát thế nhở. Wow, xe tải màu đỏ và chúc mừng một xe lá cây của người xe tải màu vàng đi qua một chiếc cầu. Xe tải đẹp quá. Xe tải chở nhiều cát quá. Ê, xe tải sẽ chở cát đi đâu nhở? À, xe tải đi đến đây và đổ cát xuống hố nha. Đổ cát xuống hố nào. Ôi, thích quá. Trời ơi, những chiếc xe tải thật là tuyệt vời. Wow, chiếc xe tải màu vàng. Chiếc xe ben này to nhở. Các bạn ơi, xe tải và xe ben được gọi là một đấy. Ê, xe ben này này, xe ben này đủ nhiều cát chưa? Trời ơi, tích quá tích quá. À, bây giờ là gì nhở? Đúng rồi, chiếc xe máy xúc sẽ xúc cát và đổ vào xe tải. Các bạn ơi, các bạn biết xe máy xúc này màu gì không? Chiếc xe máy xúc này màu gì nhỉ? Chiếc xe máy xúc này màu xanh dương. Yeah, các bạn đoán đúng rồi đấy. Chiếc xe máy xúc màu xanh dương đang xúc rất là nhiều cát ở dưới nước, đổ vào xe tải và xe tải chở cát đi đến lập hố. Đi qua chiếc cầu nha. Wow, xe tải màu vàng đi qua chiếc cầu này. Đi tiếp và đổ cát xuống hố. Đổ mất rồi. Chiếc xe tải bị ngã mất rồi này. Chiếc xe máy xúc màu gì đây? Các bạn ơi, chiếc xe máy xúc này màu gì nhở? Màu cam, đúng rồi. Chiếc xe máy xúc màu cam sẽ tới để giải cứu chiếc xe tải nha. Giải cứu chiếc xe tải nào. Chiếc xe máy xúc màu cam khỏe quá. Cố lên bạn ơi, cố lên nào. Cố lên. Wow, thế là đã cứu được bạn xe tải rồi. Cảm ơn bạn xe máy xúc rất là nhiều nha. Cảm ơn bạn xe máy xúc. Wow, một chiếc xe ô tô màu đỏ. Các bạn ơi, ui, chúng ta có một con rắn. Có một con rắn kìa bạn, các bạn ơi. Xe ô tô làm gì? Wow, xe ô tô. Và một chiếc xe tăng à? Có. Ui, các xe đi đến đây là dừng lại à? Các bạn ơi, chạy đi rắn kìa. Rắn kìa, chạy đi. Rắn đây. Trời ơi các bạn ơi. Các bạn mà nhìn thấy rắn thì phải chạy đi nha. Các xe ngã hết xuống nước rồi. Các xe bị ngã xuống nước hết rồi. Một con rắn này. Trời ơi, các xe cần giải cứu. Các xe cần giải cứu thôi. Chúng ta có hai bạn cá sấu. Hai bạn cá sấu này người dài thế nhở. Hai cái bạn cá sấu hy vọng rằng là sẽ cứu giúp được những bạn xe ô tô đang bị ngã ở dưới nước. Nào, nhanh chân lên các bạn cá sấu ơi. Chúng ta cùng nhau cứu các bạn xe ô tô lên trên bờ nhé. Hai bạn cá sấu không thể nâng các xe ô tô lên được bởi vì xe ô tô quá nặng. Và bây giờ chúng ta sẽ cần sự trợ giúp của bạn xe cần cẩu. Wow, tuyệt vời. Một bạn xe cần cẩu. Bạn xe cần cẩu đã kéo được đồ chơi lên rồi này. Đã kéo được những chiếc xe ô tô lên rồi nha. Trời ơi, tuyệt vời quá. Hoan hô xe cần cẩu. Hoan hô xe ô tô cần cẩu. Xe ô tô cần cẩu kéo bạn xe cứu hỏa lên này. Yeah. Một bạn xe cứu hỏa màu xanh lá cây.
Tuyệt vời quá. À, tiếp theo kéo bạn nào lên nào. Ui, kéo được bộ bạn chiếc xe tăng nữa. Ờ, còn xe nào ở dưới nước không nhỉ các bạn ơi? Còn xe nào ở dưới nước không? À, hết rồi à. He xe cần cầu tạm biệt các bạn xe ô tô kìa. Hai bạn cá sấu cũng rất là tuyệt vời nha. À, thì ra là vậy. Vừa rồi có một bạn rắn, bạn ấy dọa cho các bạn xe ô tô ngã xuống nước đấy. Bây giờ bạn rắn đâu rồi? À, bạn rắn ở trên đây. Bạn rắn ở trên đây nha. Bạn rắn thò xuống. Ui. À, cá sấu bị mất đuôi rồi. Ôi, khổ thân cá sấu quá. Khổ thân cá sấu quá cơ. Cá sấu cần sự trợ giúp các bạn ạ. Cá sấu nhá, cá sấu cần sự trợ giúp nha. Hehe. Uầy. Một bạn xe ô tô đi tới. À, bạn xe ô tô này sẽ đi tìm đuôi cho cá sấu. Đây rồi. Nè, tuyệt vời. Còn một chiếc đuôi cho bạn cá sấu nữa. Đây rồi. Một chiếc đuôi nữa của một bạn cá sấu. Vậy là đã tìm thấy hai cái đuôi của bạn cá sấu rồi. Tuyệt vời ông mặt trời. Tuyệt vời ông mặt trời ơi. Thế là chúng ta sẽ lắp đuôi vào cho bạn cá sấu nha. Wow. Lắp đuôi vào cho cá sấu nào. Cái đuôi xinh quá. Cái đuôi bạn cá sấu xinh quá cơ. Trời mưa rồi. Trời mưa rồi. Wow. Ui. Nước hất một phát. Bạn rắn bạn bị bay đi kìa. Trời ơi. Nào, chúng ta cùng nhau giúp đỡ bạn rắn nha. Giúp đỡ bạn rắn thoát ra khỏi đống cát nào. Bạn rắn kìa, bạn rắn ơi. Yeah!
Wow, hai bạn xe ô tô đồ chơi đang làm gì ở đây đây? Ồ, một bạn xe ô tô màu xanh lá cây, à màu xanh nước biển và một bạn xe ô tô màu đỏ nha. Wow, hai bạn đang định đi đâu ấy nhỉ các bạn nhỉ? Bạn xe ô tô này có chiếc lốp xe to ghê các bạn ơi. Wow, một bạn xe đua màu đỏ đang đi đến một nơi công trường làm việc các bạn ơi. Ồ, à, ở đây là công trường làm việc nên là hai bạn ấy không vào được các bạn ạ. Ồ, vậy là bạn ô tô đỏ đã quyết định quay lại. Nhưng mà bạn ô tô xanh này vẫn chưa muốn quay lại các bạn ạ. Nhưng bạn ô tô xanh vẫn đang muốn vào trong chơi. Ôi không, bạn ô tô xanh đã đi ngược lại rồi. Ồ, bạn ô tô đỏ lại không tìm thấy bạn ô tô xanh đâu rồi. Wow, với hai bạn làm gì ta? Ồ, đây là một chiếc xe ô tô máy xúc màu xanh lá cây đang làm việc nha các bạn ơi. Sao lại có xe đua ở đây thế này? Bạn mau ra ngoài đi. À, các bạn xe ô tô công trình đang bảo với bạn xe ô tô màu xanh là ở đây rất nguy hiểm các bạn ạ. Không nên chơi bời, không nên vào khu làm việc của các bạn ấy chơi nha. Bạn xe ô tô màu xanh này vẫn đang muốn các bạn ấy chơi cùng này. Đã thế, không cần chơi với các bạn nữa. Chơi một mình. Ôi không các bạn ơi, bạn xe ô tô màu xanh còn đòi chơi một mình cơ. Bạn ấy còn hất cả đổ cái biển cấm kìa, bạn lên trên cầu chơi. Ôi không, bạn ơi, bạn ô tô màu xanh đã bị ngã xuống hồ rồi. Ôi nguy hiểm quá bạn ơi, công trình đang làm việc mà bạn ấy lại vào chơi. Ôi không, bạn ấy bị mắc kẹt dưới này rồi các bạn ơi. Ôi có tiếng kêu cứu ở đâu thì phải? Bạn xe máy xúc đã nghe thấy tiếng kêu cứu của bạn xe màu xanh dương bạn ơi. Ở phía đằng này. Ô, bạn xe máy xúc đã đến nha. Ai lại làm đồ biển cảnh báo? Wow, biết ngay mà bạn xe ô tô xanh dương không nghe lời khuyên của các bạn xe ô tô công trình rồi đã bị ngã xuống hồ rồi các bạn ơi. Ôi không. Ơi, là xe đua xanh đã bảo là nguy hiểm rồi. Ồ, nghe cơ. Lại một bạn xe ô tô tải nữa đến hỗ trợ rồi. Kéo tớ lên với. Ui, bạn này không thể tự lên được. Bạn không chịu nghe thì bây giờ bạn tự lên đi. À, bọn mình mau về làm việc thôi. Hai bạn này không nhất quyết không giúp đỡ cho bạn xe ô tô màu xanh nha. Wow, bạn xe ô tô màu xanh đang cố gắng lên bờ. Cố lên bạn ơi, nhưng mà bạn vẫn không lên được. Thế thì mình phải tự đi. Ui, bạn vẫn đang cố lên này các bạn ơi. Ui. Ôi không, bạn ấy bị tuột bánh xe rồi bạn ơi. Ôi không, oh no. Ôi, trong lúc cố gắng lên bờ bạn ấy đã bị tuột bánh xe rồi. Ôi, có ai cứu giúp bạn ấy không? Ôi, khổ thân ghê. Ô, bạn xe ô tô trộn bê tông đã đến nhìn thấy. Bạn xe ô tô xanh đã bị tuột các bạn ơi. Và đang xin lỗi bạn xe ô tô trộn bê tông đó. Bạn ô tô trộn bê tông đã đồng ý và đi gọi bạn xe cần cẩu đến giúp đỡ này các bạn ơi. Ô, bạn xe ô tô cần cẩu đang đến giúp đỡ bạn xe ô tô xanh nha. Ôi không. Yeah, hai bạn đã đến nơi. Được rồi. Bạn xe ô tô cần cẩu đang dùng chiếc móc cẩu của mình để kéo từng bộ phận của bạn ô tô xanh lên nha các bạn. Đầu tiên là một chiếc lốp xe này. Yeah, tiếp tục nào. Yeah, tiếp theo là bạn ấy sẽ cẩu bạn xe ô tô màu xanh lên nha. Bạn xe ô tô cần cẩu khỏe quá các bạn ơi. Vẫn còn sót lại một chiếc bánh xe này. Yeah, xong rồi. Bạn ô tô máy xúc và bạn xe ô tô tải đã đến đây rồi. Được rồi. Bây giờ bạn xe ô tô tải sẽ mang cái dụng cụ sửa xe này đến để lắp ráp lại bánh xe cho bạn ô tô xanh dương nha các bạn. Một chiếc tô vít này. Tiếp theo là một chiếc búa nha các bạn. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lắp ráp lại cho bạn ô tô màu xanh dương nha. Yeah. Nào, bắt đầu sửa xe. Đầu tiên là chúng ta sẽ lắp một chiếc bánh xe này vào nha các bạn.
Yeah, và chúng ta dùng cái cờ lê này để vặn cho chắc. Rồi chúng ta dùng chiếc tô vít này để vặn ốc nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp bánh xe bên này vào nốt nha các bạn. Và chúng ta sẽ dùng chiếc búa khổng lồ này để gia cố chắc chắn lốp xe cho bạn ô tô màu xanh nha các bạn. Yeah, vậy là bạn ô tô màu xanh đã được lắp ráp lại hoàn chỉnh rồi. Đây, lần sau không được vào nơi công trình chơi nha, ô tô màu xanh. Yeah, tạm biệt các bạn. Ta-da, xem chúng ta có gì ở đây nào. Ôi không, trời mưa mất rồi. Ôi mưa to quá đi mất. Yeah, trời đã thành mưa và hừng nắng rồi các bạn ơi. Wow, để xem chúng ta có cái gì ở dưới nước mà lại phát sáng thế này nhở. Đó là một chiếc bánh xe rất là lớn các bạn ạ. Yeah, ở một chỗ khác thì một bạn phi cơ màu đỏ cũng đang tìm một chiếc bánh xe khác. Yeah, bạn ấy đang cố gắng để cầu cái chiếc xe này lên. Yeah, bạn ấy làm được rồi nè. Bạn đà máy ơi, bạn là máy đang đi đâu đây? Wow, bạn ấy đã tìm được quả trứng thân yêu của mình rồi này. Chúc mừng bạn nha. Wow, bạn xe chở hàng này đang làm gì vậy đấy? À, bạn ấy đang cố gắng để có thể nhấc được chiếc thùng hàng lên xe đó các bạn. Ở một chỗ khác thì một bạn xe màu đỏ. Wow, bạn ấy đã tìm được một chiếc thân xe với cái đầu màu trắng này. Chúng ta cùng nhấc lên và đi về thôi. Không biết là các bạn ấy đang muốn làm gì vậy nhở? Có rất nhiều các bộ phận của xe ở đây nè. Bạn xe chở hàng màu xanh này thì sao? Bạn ấy đang chở những dụng cụ để lắp ráp đấy các bạn. Biết là các bạn ấy đang muốn chơi trò gì đây? À, chúng ta có một chiếc thân xe. Mình đoán là cho các bạn ấy đang muốn lắp một chiếc xe hoàn chỉnh đấy các bạn. Yeah, chúng ta hãy cùng lắp ráp chiếc bánh xe lớn này vào chiếc thân xe này xem có vừa không nha. Nào, chúng ta cùng thử xem nào. Các bạn có nghĩ là chiếc bánh xe này sẽ vừa với thân xe có cái đầu màu trắng này không mà các bạn? Yeah, một phần đã được lắp vào rồi này. Ok, và một phần bánh xe đã được lắp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng búa để làm các bạn ấy chắc hơn nha. Ok, và các bạn ấy có thể xoay được nè. Hay quá đi mất thôi. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng đến phần bánh xe thứ hai nha. Nào, chúng ta thử lắp vào xem nào có vừa không nào. Các bạn đoán là cái bánh xe này có vừa vào cái thân xe này không các bạn? Ồ, một bên đã lắp ok rồi này. Phần bên còn lại thì sao nhở? Yeah, đây là hai chiếc bánh xe đã được lắp vào thân xe rồi các bạn ơi. Yeah, nào, chiếc thùng hàng hãy cắm vào xe nào. Ok, có vẻ chắc chắn rồi đây. Thì giờ chúng ta hãy dùng các dụng cụ lắp ráp để kiểm tra lại một lần nữa xem là chiếc bánh xe đã được lắp chắc chắn vào thân xe chưa nha. Nào, chúng ta dùng bộ búa để chúng ta gõ vào thùng xe để cho chắc hơn nào. Ok, gõ lại nào. Yeah. Nào, chúng ta kiểm tra một lần cuối nào xem chiếc bánh xe đã được lắp vừa vặn vào thân xe chưa nha. Có vẻ như mọi thứ đã sẵn sàng rồi đây. Mình cùng kiểm tra một lần nữa nào. Yeah, chiếc xe đã hoàn thiện rồi.